Ok, chào mừng tất cả anh em đã đến với Sinh Audio. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp em nhé, để đón nhận những video và những sản phẩm hay mới nhất và hay nhất bên em cung cấp đến tất cả các bác. Hôm nay em giới thiệu cho các bác một cái dòng súp 50. Đây là một dòng súp mặt 50 đến từ thương hiệu đến từ Mỹ. Đó là một thương hiệu khá là đình đám mà chắc là anh em ít khi gặp. Đây là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, đó là Voibo. Voibo ấy, nó là một thương hiệu đến từ Mỹ và được lắp ráp và sản xuất tại Trung Quốc. Một thương hiệu này ấy, nó được làm thiết kế nó cực kỳ là chỉnh chu, gọn gàng và chất âm của nó rất hay. Đầu tiên, chúng ta mới đi về cái thùng ấy trước này. Cái thùng ấy thì cái mặt lưới ấy, căng của nó là mặt lưới bằng sắt, bên trong của nó được lớp lót một lớp lưới để chống bụi. Còn thùng của nó là thùng mặt thoát hơi ở bốn góc. Thùng rất dày nhá, thùng gỗ rất dày, dày lên đến khoảng 2 cm đấy. Đây, các cái khung xương này các bác nhìn này, các khung xương nó cực kỳ là chắc chắn. Mặt đằng sau đây, mặt đằng sau thùng khá là sâu nhá, nó khoảng 1 2 khoảng là 50 cm, rộng nó cũng khoảng là 1 2 3, nó rộng nó khoảng 60 cm, 1 2 3, 60, hơn 60 cm tí. Cao nó khoảng 50 này. 1 2. Đấy, cao khoảng 50. Một thùng súp 50 nó khá là gọn gà, đẹp đẽ. Và toàn bộ đây là hàng vừa về nhá, vừa bóc túi bóng ra này. Đấy, mà các bác nhìn cái nước sơn này và cái chất lượng sơn nó vẫn còn là cực kỳ là đẹp. Đấy, hàng bãi đấy. Hàng bãi về nó còn quá đẹp luôn. Đây, Voibo. Thương hiệu là MS118. Công suất của nó là 750W một quả ở 8 ohm này. Tần số đáp ứng của nó là 30Hz đến 200Hz này. 35Hz đến 200Hz. Độ ồn tối đa của nó là 101dB trên watt trên mét vuông. Thì nó là cực kỳ lớn đúng không ạ? Độ ồn bình thường ấy, độ ồn bình thường của các súng loa phun ấy nó chỉ là khoảng là 95 đến 98 dB thôi. Con này nó cho các bác lên đến 101 dB, và cái tai người ấy có khả năng chịu đựng lên đến 135 dB, nghe một lần và thôi mãi mãi. Đấy chưa? Rồi rồi, đây là quả súp của nó này. Các bác nhìn quả súp này. Đó. Thực thiết kế là rất sâu. Súp nó thiết kế rất sâu nhá. Đây, các bác nhìn đấy. Đấy. Nè, đấy, các bác nhìn thấy chưa? Cực kỳ là sâu. Sâu thì để cho các bác ra gì? Sâu nó cho các bác ra cái tiếng súp của nó ra mạnh, uy lực, và nghe nó có cái chiều sâu hơn, nó nghe nó êm hơn, nó gọn hơn. Súp cái nhện của nó là 36 này. 36 này. Gân 36, gân 36 nhá. Màng của nó, màng dập gân đỏ hoàng, gân nổi. Rất đẹp luôn, buffer to. Từ 22 cô 100 nhá. Các bác nhìn cái khung xương của nó này. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Khung xương nó làm cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Thiết kế của quả bát này quá tuyệt vời, hàng bao đẹp bao zin luôn nhá. Bao đẹp bao zin cho tất cả anh em. Đấy, bao đẹp bao zin này. Bít nồi. Đó, các bác thấy chưa? Công suất của quả bát này nó ghi rõ là 800W quả. Nhưng công suất của bình thường ấy nó chỉ là 700 thôi. Lên 800 này, đây là dòng súp 50 nên các bác cần một dòng đẩy thấp nhất nó khoảng 1000 đến 1200W mới đánh nổi đấy nhá. Bình thường nó là 800, nhưng công suất tối đa của nó lên đến khoảng 1000 đến 1200W. Thấy chưa? Cực kỳ là mạnh và uy lực. Giá của dòng súp này thì em chào bán cho anh em là 5.500.000 một quả. Giá đó đã bao ship cho tất cả các bác rồi. Anh em nào cần thì nhắn tin đến số điện thoại 0398192198 giúp em nhé. 5.500.000 một quả, giá đó đã bao ship cho tất cả các bác. Ok chưa? Hàng cực đẹp luôn nhá. Vừa về đấy, nó chỉ có sức một tí này. Bọn em tuyển chọn những cái sản phẩm nó gọi là đẹp đến mức độ là 99.99%. Đấy, các bác nhìn các cái lớp lưới này. Đấy, nó chỉ còn phủi bụi tí thôi. Chưa? Nó gần như là bóng loáng luôn. Nhiều anh em cứ suy nghĩ là bảo à sao nó kiếm đâu được những cái dòng súp rồi dòng đẩy rồi dòng loa nó đẹp thế. Phải tuyển chọn này các bác ạ, tuyển chọn đấy chứ không phải là đơn giản mà kiếm được thế đâu. Ok chưa? Đấy, anh em nào lấy được thì nhắn tin qua số điện thoại 0398192198 giúp em nhé. Cảm ơn tất cả các bác, chào các bác nha.